có một cái câu nói ở trong một cái group nước hoa mà mình đọc được mà cũng rất tâm đắc khá là lâu rồi. Đó chính là mỗi khi nhìn thấy một bài viết nào đó về Sejong Neo thì chắc chắn mùa hè đang tới. Và đây là một trong những chai nước hoa có thể nói rằng nó đã khẳng định được cái chất lượng cũng như là cái giá trị của nó ở thị trường Việt Nam, ở cái khí hậu Việt Nam. Thế nên là dù các bạn có đi tất cả các group nước hoa hay là hỏi tất cả những người bán hàng hay là những YouTuber, những TikToker làm những content về nước hoa mùa hè thì đây gần như là chai nước hoa họ luôn luôn khuyên bạn, nếu như bạn không lăn tăn quá nhiều về vấn đề tài chính, Sejong Neo chắc chắn là chai nước hoa chúng ta phải nhắc tới. Chỉ có điều rằng kênh của mình có một cái thói quen là không nhắc lại những chai nước hoa cũ. Thế là mình cũng sẽ luôn luôn để dành những sản phẩm cho những cái năm phù hợp, tránh là làm hết nội dung xong rồi năm sau không biết làm gì. Và năm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về Sejong Neo, một trong những chai nước hoa đã khẳng định được bản thân mình. Nhưng nếu như bạn chưa thử nó thì hy vọng video này sẽ giúp bạn có được góc nhìn xem rằng nó có tốt ở đâu và những cái gì mà chúng ta cần lưu ý khi mua em nó. Bắt đầu nhá. Trước tiên thì nói về nhà Sejong. Nhà Sejong thì có một cái tuổi đời khá là lâu. Mình nhớ là hình như đầu những năm 2000, đâu đó hình như năm 2003. Thì đây là một nhà nước hoa đến từ Ý, Italia. Và Sejong Neo thì ra mắt vào năm 2009 và nằm trong bộ Shooting Star. Và các bạn có thể hoàn toàn thấy được đó chính là Sejong thì nó không quá lạ lẫm ở thị trường Việt Nam. Trước đây thì chúng ta cũng có biết tới những cái sản phẩm như là những cái chai như là Manifesto, rồi Manifesto Gentilumo thì mình cũng đã đều làm ở trên kênh của mình rồi. Có những cái mà chúng ta phải thừa nhận về nhà Sejong là mặc dù giá thành nó cao nhưng cái trải nghiệm về mùi hương rất ok, đặc biệt đó là với những ai mà thích những cái tông mùi thuần về tự nhiên, nghĩa là các bạn ngửi nó rất là chân thật, không bị cảm giác mọi người nói rằng nó hóa học hay là nó synthetic, thì những cái sản phẩm của nhà Sejong làm cực kỳ tốt. Và ở trong nước hoa ấy, thì ở trên những cái cộng đồng nước hoa ở một thế giới nhá, thì người ta có một câu nói đó là chúng ta tìm một cái màu sắc trái cây thiên nhiên địa trung hải thì chắc chắn cam chanh thì phải tìm tới nhà Sejong, phải tìm tới những sản phẩm đến từ Italia. Vì thế thì các bạn có thể hoàn toàn thấy được rằng là những trong 1-2 năm gần đây, đặc biệt là những cái tháng mùa hè, thì những sản phẩm như là Neo, như là Torino 21 thì mình chưa thử, Renaissance cũng đều đang rất rất hot ở thị trường. Và những cái trải nghiệm feedback về mùi hương cực kỳ tốt. Và nhà này thì cũng là một trong những nhà rất biết cách làm marketing, đưa ra những cái sản phẩm ở cái phân khúc giá và ở cái bộ sưu tập khác nhau để có thể làm sao đáp ứng được nhu cầu người dùng, hay nói thô hơn đó chính là moi tiền ở trong túi của bạn nhưng mà với một cái nụ cười ở trên môi người khách hàng. Thì mình cũng làm khá là nhiều con Lyra đếp các thứ của nhà Sejong rồi, trong thời gian tới thì cũng sẽ cố gắng làm thêm một vài mùi như là Udin hay là kiểu Alexandria hai để có thể có những nội dung phù hợp theo từng cái thời điểm khác nhau ở trong năm. Và Neo thì ở trên tay mình là một cái chai nước hoa size nhỏ. Nói thật luôn là chai nước hoa này thì tôi có mượn của, không, tôi xin đều được của em trung thành La Lút. Và tôi cũng hỏi rằng là thế có dùng không, cho anh mượn anh trải nghiệm lại. Tại vì cái lần cuối cùng mà mình xịt Neo là vào đâu đó năm 2021. Nói thật là mình cũng không quá là nhớ chính xác mùi hương này, chỉ nhớ rằng là nó rất tốt dành cho mùa hè thôi. Nhưng mà với chân ái của nước hoa của mình mùa hè thì vẫn là Lelabo Bergamot 22, một trong những mùi mà kiểu chân ái tôi có thể dùng chắc là cả cuộc đời, tất cả vào mùa nắng nóng luôn mà không phải suy nghĩ quá là nhiều. Neo là một câu chuyện khác, tại vì Neo về giá thành thì nó khá là chát so với một sản phẩm của nhà Lelabo Bergamot 22. Đấy là cái điều mà tôi chỉ muốn chia sẻ đây thôi. Rất là cảm ơn cô em trung thành đã cho anh một cái gốc nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tìm thấy một vài bức ảnh cũ về thiết kế của Neo với những cái chai có cái hình kiểu tam giác ngược và những cái nắp dài hơn, thì đó là những cái phiên bản Neo ngày xưa. Bây giờ thì các bạn đa phần đều mua được những cái chai
thiết kế như thế này thôi. Nên là các bạn cũng không cần phải quan tâm quá nhiều về những cái chai Neo cũ. Một phần là vì giá thành nó sẽ cao hơn, vì những cái sản phẩm deep vintage thì thường giá thành nó cao hơn khá nhiều. Còn về cái phần trải nghiệm mùi hương thì nếu như là một người dùng cơ bản, không phải là siêu tầm, thì mình luôn luôn khuyến khích các bạn hãy mua những sản phẩm mới. Cái chai nước hoa này thì nó có một cái phần nắp cực kỳ là ấn tượng, nó giống một chiếc mũ ở trong những cái game kiểu vương quyền ấy, các bạn có thể nhìn thấy. Ngoài ra thì ở cái phần vòi xịt chỗ các bạn để tay lên ấn ấy, thì của Sherjob họ có cái biểu tượng chữ X rất là rõ rệt. Đây mình sẽ zoom sang cam bên này cho các bạn có thể nhìn thấy đó. Còn về cái phần vòi xịt của chai nước hoa này thì nó thật là chai này nó cũng còn ít thôi, nhưng mà nó vẫn có một cái lượng vòi xịt khá ổn. Nên là về thiết kế thì nói thật là nhà này từ cái phần hộp để đựng chai nước hoa cho đến cái phần thiết kế chai và vòi xịt thì không có gì để chê cả. Phải nói rằng là rất tuyệt vời, tiền nào của đấy, xứng đáng đồng tiền. Tiếp tới thì chúng ta sẽ nói về phần mùi hương. Thì Neo là một trong những mùi hương mà người ta miêu tả lại một cái quá trình mà đi rong ruổi ở những cái vùng đồng quê ở Ý. Và mùi hương của Neo thì các bạn sẽ chỉ search cái phần bản thành phần thấy rằng là toàn cam chanh cùng với hoa, một vài điều điểm xuyến như là kiểu tiêu các thứ. Thực ra cái mùi hương này khi các bạn xịt ra các bạn rất là dễ có thể hình dung, đặc biệt là với những anh em nào có xu hướng là kiểu nội trợ nấu ăn hay là kiểu giải khát bằng những cái quả chanh rất quen thuộc, đặc biệt là có thói quen là mua chanh theo cân, thì các bạn sẽ cực kỳ quen với mùi hương này. Mùi hương của Neo khi các bạn vừa xịt lên da ấy, thì các bạn nhận thấy cái nét đắng ngái của cái phần cuống nhá. Những quả chanh các bạn mua số lượng lớn xong rồi họ có nhiều quả, họ còn nguyên cuống và lá, thì ở cái phần top nốt ấy thì mùi hương này nó giống mùi kiểu lá chanh thái nhỏ ra cùng với những cái cuống đấy. Nó cũng chưa lên rõ rệt mùi chanh ngay lập tức mà nó sẽ lên một cái cảm giác đắng xanh rất là siêu kiểu xanh như kiểu ngan ngát và tạo một cái cảm giác rất là fresh, rất là nhiều năng lượng, ngửi phát kiểu thông mũi luôn. Thì đấy là cảm nhận đầu tiên. Và đây cũng là một cái mà nhiều người ngửi nước hoa lần đầu họ chưa quen, đặc biệt là với những nốt hương cam chanh. Đó là nếu như mà những cái chai mà có cái hơi hướng kiểu đắng ngái, nhiều bạn kiểu ngửi không có kiểu nhăn mặt ngay. Tại vì không phải ai cũng thích cái nét hương này. Đôi khi họ mua, khi mà họ xem review thì họ chỉ muốn là mùi cam chanh, có nghĩa là mùi của nước cam, mùi của nước chanh hay là mùi của những quả cam thôi. Họ chưa có thể hình dung ra được là ở trong nước hoa thì tôi có thể tái tạo được cả cái mùi đắng, mùi ngái của những cái phần cuống và phần vỏ. Thì ở top note của Neo làm vô cùng chân thật. Các bạn chỉ cần ra đâu đó mua khoảng tầm 10.000 chanh, xong rồi các bạn về các bạn bẻ những cái cuống và những cái lá ra, các bạn băm vào với nhau, rồi các bạn đưa lên mũi hoặc là các bạn giã ra, các bạn ngửi, thì mùi hương này nó vô cùng chân thật, rất là the, rất là nhiều năng lượng. Và mùi hương của nó thì cũng rất là mộc mạc, chân chất nữa. Hình dung tôi tả như thế nào các bạn có thể hoàn toàn nghĩ ra được mùi hương nó luôn. Sau khoảng tầm đâu đó 15 phút ở trên da thì cái nét đắng nó sẽ dịu dịu xuống. Các bạn đã nhận thấy cái mùi của vỏ chanh kết hợp cùng với cái nét chua của chanh rất rõ rệt ở chai nước hoa này. Nhưng mà dần dần khi mà ở trên da ấy thì nó kết hợp cùng với nhiệt độ của các bạn, nó làm cho cái mùi hương có một độ ấm, và từ đó thì cái nét đắng của cái phần cuống chanh ấy, của cành chanh, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái độ ngọt hơn ở phía sau. Cảm giác những cái quả nước chanh ở đây thì bắt đầu được pha thêm với một chút đường, tạo cái cảm giác dễ chịu hơn, man mát và cực kỳ sảng khoái dành cho ngày hè. Nói thật là nếu mà nói về nước hoa mà đến từ Ý, mà đặc biệt là làm những cái nốt hương cam chanh nữa, thì phải nói rằng là đỉnh của chóp, vô cùng chân thật. Mình thì cũng đã nói trong rất nhiều những cái video cách đây 2-3 năm khi mình review về những nhà nước hoa đến từ Ý, thì phải nói rằng là họ ngoài cái việc là làm mùi hương cực kỳ phóng khoáng tự do, không bị gò bó theo những cái khuôn khổ là phải citrus phải đi theo hướng thế nọ thế kia, theo những cái hướng nước hoa Pháp hay nước hoa Anh, thì Ý từ cái phong cách thời trang cho đến kể cả cái cách làm mùi vô cùng chân thật và tự nhiên, không hề bị gò bó một xíu nào. Em này thì dry down trên da mình sau khoảng tầm 3 đến 4 tiếng thì nó sẽ lên một chút mùi hoa chanh, hoa cam ngọt ngọt nhẹ và một chút hơi kiểu musky xả sạch nữa, và mang tới một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Tôi chỉ muốn tóm gọn toàn bộ Neo ở trong một cái
từ đó chính là sảng khoái và vô cùng mát mẻ. Chân thật, thế thôi. Sảng khoái, mát mẻ và chân thật, đó là những gì mà NIO mang tới. Cái yếu tố tiếp theo mà chúng ta sẽ cần phải cùng nhau chia sẻ và cũng rất mong là các bạn có thể đóng góp ở phía dưới, đó chính là về phần hiệu năng của mùi hương này. Nếu như đây là một cái mùi hương vô cùng thật, tự nhiên, thì chắc chắn cái hiệu năng của nó cũng sẽ cần phải lưu ý. Tại vì những cái nốt hương cam chanh thường nó có một cái tốc độ bay hơi rất nhanh, độ cái phân tử nó nhẹ nữa, nên là nó thường nó theo cồn, nó chỉ tỏa tốt ban đầu thôi, và những gì còn lại ở trên da thì khá là yếu, nên là NIO thì cũng không tránh được tình trạng đấy. Và mùi hương này thì ban đầu nó tỏa tốt trong khoảng tầm 15 cho đến 20 phút ngay khi biến chuyển mùi hương, thì bắt đầu NIO có xu hướng nhẹ dần hơn ở trên da. Và mùi hương này duy trì ở trên da mình đâu đó trung bình khoảng tầm 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ nhá, là các bạn sẽ không còn ngửi thấy gì nữa. Và sau khoảng tầm 2 tiếng xịt là các bạn phải đưa tay lên mới các bạn có thể ngửi thấy em nó. Thì đây là một cái mà tôi cũng có thấy nhiều người feedback là mùi hương này, hay là kiểu tôi xem review ấy, thì nhiều bạn bảo là NIO bám được đâu đó 7-8 tiếng. Thì tôi cũng rất là mong các bạn có thể, bạn nào đang sở hữu hoặc là đã từng xài qua NIO rồi, thì các bạn có thể chia sẻ cái phần cảm nhận của bạn về cái phần hiệu năng của con này ở phía dưới. Trên da tôi khá là buồn, nhưng mà tôi nghĩ rằng là với một cái người mà đã trải nghiệm về nước hoa khá nhiều, đặc biệt là cam chanh cũng là một nốt hương tôi cực kỳ yêu thích, thì cái việc mà có một chai nước hoa bám được 4-5 tiếng là chuyện hoàn toàn bình thường. Tôi rất vui vẻ về nó. Bergamot 22 nhiều khi còn chả được đến như vậy. Bergamot 22 thì nhiều hoa hơn, sạch sẽ hơn, nhẹ nhàng hơn. NIO thì có cái xu hướng đắng và ngái ban đầu, nên là nó sẽ nam tính hơn, nó sẽ bùng nổ hơn, fresh hơn đó. Em này thì chắc chắn rồi là sẽ chỉ sử dụng vào mùa hè thôi. Và cái nhiệt độ đẹp nhất để sử dụng em nó thì đối với mình NIO phải tầm ngoài 30 độ đổ ra. Càng nóng thì các bạn mặc mùi hương này nó càng sảng khoái và dễ chịu. Thì đấy, em này thì tôi nghĩ rằng là các bạn chỉ cần ăn mặc nó chỉn chu lịch sự. Các bạn cứ nhìn thời trang Ý, kể cả những anh chàng Ý trông rất là lãng tử, phóng khoáng, dù có là những cái bộ suit blazer may theo chất vải linen những cái thứ, thì mùi hương này cũng rất ok. Các bạn cũng có thể mặc NIO với những chiếc áo phông có cổ và những chiếc quần short hay là những chiếc quần jean đều rất ổn. Thậm chí rằng là mặc bô nhách như mình, ở dưới mình có quần của Coolmate, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể mặc được mùi hương này ra đường. Những cái người mà xung quanh ấy, khi mà các bạn ngửi mùi hương này, nó giống như cái cảm giác là kiểu có một ai đó bừng sáng đi qua bạn vậy. Hoặc là cái cảm giác mà các bạn vừa mình đang nóng bức, các bạn đi qua một cái khu trung tâm thương mại nó mở điều hòa thì cảm giác mát lạnh, sảng khoái luôn. Nó cũng là cái cảm nhận đầu tiên khi mà các bạn sẽ xịt mùi hương này ra. Vì thế thì với cái cảm giác mặc NIO mà đặc biệt là vừa mới xịt xong ra đường ấy, thì các bạn cảm giác là sẽ kiểu đánh tan đi nắng nóng mùa hè. Đây là một cái mùi hương rất ok. Chỉ có mỗi một cái điểm trừ ở đây thì đó là về phần giá tiền để các bạn trải nghiệm em nó thì khá là chát. Phải nói rằng là em này thì chắc chắn là sẽ cho vào lít nước hoa tầm cao dành cho nam trên 3 triệu đồng ạ. Vì nói thật là NIO thì chưa bao giờ rẻ cả. Kể cả ngày xưa có hàng ở Việt Nam thỉnh thoảng, những cái đợt mà xách tay về thì nó cũng chưa bao giờ rẻ. Vì thế các bạn cũng đừng mong chờ rằng sẽ có một cái giá tốt hơn để có thể trải nghiệm được. Một cái nữa đó chính là hãy xác định rõ về cái phần hiệu năng của em nó, để tránh cái việc là tôi bỏ nhiều tiền ra như thế mà tôi chỉ nhận được một cái mùi hương ok và hiệu năng kém. Thì mình nói thật là nếu mà bạn mong chờ quá nhiều hiệu năng ở NIO thì các bạn chắc chắn là sẽ thất vọng. Và NIO thì cũng không phải là một cái mùi quá là phức tạp để có thể rằng là đón xem là khi nào nó biến chuyển mùi. NIO dễ đoán cực kỳ luôn, chả cần phải làm người xịt nước hoa nhiều, các bạn cũng sẽ dễ dàng đoán được mùi hương này như thế nào và liên tưởng tới những hình ảnh cực kỳ gần gũi với đời sống hàng ngày. Và cái cuối cùng đó chính là nhiều người hỏi mình rằng NIO thì so với Renaissance cũng là một trong những chai nước hoa cực kỳ hot của nhà này. Đặc biệt là mọi người cũng rất là hay review Renaissance ở bên kênh TikTok. Thì các bạn hỏi mình, với cá nhân mình thì mình không thích Renaissance, mặc dù Renaissance thì hiệu năng hay ho hơn, mùi thì có thể là nhiều lớp lang hơn, biến chuyển ok hơn. Nhưng mà với mình thì Renaissance có cái nét hơi ngọt quá và nó sẽ không phù hợp vào những ngày quá nắng nóng. Vì thế thì NIO các bạn hoàn toàn có thể mặc vào những ngày
30, 35, thậm chí là 40 độ đổ lên. Đặc biệt là xịt mùi này đi đá bóng, đi tập gym cũng rất ok nếu như bạn giàu. Đó, đó là quan điểm của mình. Mùi hương này thì khuyến khích là các bạn xịt tầm 4 đến 5 shot. Đấy, đấy là những người có tiền đấy, người ta sẽ xịt 4, 5 shot. Còn những ai ít tiền thì chơi chắc là 3 shot thôi, cho đỡ shot ruột. Và Neo là một mùi rất đáng mua, rất khuyến khích các bạn mua nếu như đang rủng rỉnh về vấn đề tài chính, không lo nghĩ về tiền, tìm một cái mùi mát mẻ dành cho mùa hè. Có thể nói rằng là sang trọng, đúng không? Chân thật và dễ đoán nhưng không hề có cái cảm giác nhàm chán, thì hoàn toàn có thể wear được với thời tiết mùa hè ở miền Bắc lẫn miền Nam. Và nếu như dùng rồi thì rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Vì Neo đã quá quen mặt trên thị trường rồi, ông Kiên thì cũng khen Neo thôi, mùi hương quá xứng đáng rồi. Và nếu như các bạn thấy video hay là có muốn review những con nào của nhà Sơ Hốp nữa thì hãy mạnh dạn bình luận ở bên dưới để cho mình cùng biết. Và video xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.